Xin chào tất cả mọi người. Đây là ngã tư Hùng Vương, Hàng Cháo, Nguyễn Thái Học. Mọi người đang an ninh được thắt chặt để đang chờ đoàn xe của Tổng thống Mỹ sẽ qua đây. Rất nhiều lực lượng cảnh sát giao thông, công an, thanh tra giao thông công chính, dân quân tự vệ, tự quản các phường. Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm vào ngày 10 và 11 tháng 9, 2023. Theo lịch trình, buổi chiều Tổng thống Joe Biden còn thăm tượng đài kỷ niệm phi công John McCain bị bắn rơi máy bay và rơi xuống hồ Trúc Bạch. Đủ các xe đi qua kìa. Đấy, tiếng còi hú và bắt đầu các đoàn xe đang tiến đến. Đội hình đấy đấy đúng xe giả mà đeo mặt nạ. Và đi đặt xếp làm quan chứ.
chuyến nữa. Có vẻ nhàn quá nhỉ. Không như là chính là ngày trước ở Bách hơn cả. Ngày trưa tôi hồi bút thì còn bút nhá. Xe coi như nó có cả số máy của xe. Đấy chứ. Bách lắm. Video đoàn xe của Tổng thống Mỹ John Biden. Thế nên là kết thúc. Cảm ơn mọi người theo dõi, mọi người ủng hộ bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like. Xin chào và hẹn mọi người các video tiếp theo.